Rồi, cái tiếp theo là khi các bạn muốn tìm kiếm một thông tin trên Internet thì các bạn sẽ có hai vấn đề. Như vậy, thứ nhất, các bạn sẽ phân biệt được là người đưa tin và người tìm. Người đưa tin và người tìm tin. Đúng không? Các bạn có nhìn thấy cái bảng của thầy rõ không? Rồi, như vậy thì cái người tìm tin là chúng ta. Lâu nay là chúng ta là người đi tìm thông tin. Như vậy thì thường chúng ta sẽ tìm bằng cách nào? Chúng ta sẽ tìm thông tin bằng cách nào? Bằng cách à, cái gọi là từ khóa. À, chúng ta tìm từ khóa hoặc là cụm từ. Từ khóa hoặc cụm từ khóa. Được chưa nào? Đây là cái chính nè. À, muốn tìm được thông tin. Như vậy từ khóa này có thể nó là ký tự. Từ khóa này có thể là hình ảnh. Có bao giờ các bạn đi tìm bằng hình ảnh chưa? Mình lấy một cái hình ảnh, mình đi tìm trên Google và nó sẽ cho ra những cái hình ảnh tương tự. Có bao giờ chưa? Có không? Đó, rồi, ok. Như vậy thì quay trở ngược lại, từ cái nhu cầu như thế này thì chúng ta quay ngược lại bên này, người đưa tin. Người đưa tin là ai? Người đưa tin là ai? Là những người bán hàng hoặc nói chung là những người chủ trang web. Người chủ đó có làm được hay không hay là nhờ người khác làm thì chúng ta chưa cần quan tâm. Mà chúng ta chỉ cần quan tâm là cái người mà quản lý cái trang web đó. Vậy thì người ta cũng chuẩn bị các bộ từ khóa. Người ta cũng chuẩn bị các bộ từ khóa. Được chưa nào? Và cái bộ từ khóa này thì lúc này người ta sẽ có những công cụ. Để người ta đưa lên Internet. Được chưa? Người ta những công cụ. Và người ta có những cái áp dụng cái kiến thức marketing truyền thống và chứ không phải là chúng ta tất cả mọi thứ chúng ta là đơn giản là công cụ là không có. Như vậy thì để có được cái từ khóa mà chúng ta tìm và cái từ khóa mà người xây dựng trang web người ta xây dựng thì giữa hai cái này nè nó phải tìm thấy nhau. Tìm thấy nhau. Ví dụ các bạn đi tìm, các bạn đi tìm những cái bài, ví dụ như bây giờ đi, các bạn đi tìm những cái bài hát mà liên quan đến cái việc là tuyên truyền về cái việc mà phòng chống nCoV. Các bạn thử tìm cho thầy xem. Bây giờ mục đích của mình là tìm những cái bài hát mình liên quan đến cái việc là tuyên truyền hoặc là những bài hát liên quan đến phòng chống dịch bệnh à. Các bạn tìm xem thử ra được bao nhiêu bài. Nói chung mình chỉ biết cái ý vậy thôi. Và mình không có một cái... Rồi thử xem. Bạn nào thử xem, tìm kiếm xong rồi trình bày lên cho thầy xem thử cái nội dung mà bạn nhìn thấy là gì. Anh Ba.
Thử đi nè, thử tìm coi. Nó mà là tôi khó lắm. Covid mình đang còn 2 mảnh. Không, à, cái đó là cái 20 mấy triệu á, là cái từ khóa nó liên quan đến những cái trang web để mà viết về cái nội dung nCoV. Còn cái thầy cần các bạn làm là tìm ra cái bài hát, cái bài hát thôi, chỉ có bài hát thôi, thì xem thử các bạn có tìm được cái bài nào hay không. Ví dụ bây giờ mình rồi cho thầy xem cái nội dung mà em tìm được bài gì coi. Em có thể share cái màn hình của em lên trong cái phần mic. Đúng rồi, bài hát giống SARS-CoV-2. Rồi trong đó có bài gì? Vô từng cái coi. Đúng rồi. Đó, cái này là người ta thực ra nhiều bài nó chỉ có về một nội dung thôi, về một nội dung duy nhất, đúng không nào? Đó, đây là những cái bài báo nó liên quan đến cái bài mà phòng chống nCoV của mình, của Việt Nam. Còn mình muốn nghe thực sự cái bài hát đó, giống như mình muốn tìm đến cái bài hát đó luôn, mình xem người ta hát luôn. Rồi thấy được không? Không, không sao tìm thêm. Anh như không thấy thầy. Đấy là do gì? Sai sự khó. Rồi như vậy là Minh đang trao đổi với thầy, thầy sẽ ghi nhận lại cái vấn đề này. Còn ai đang tìm nữa? Thầy thì đang ghi nhận là Minh ha. Ok. Rồi còn ai đang nếu mà thầy có YouTube nữa. Thử đi được tí rồi cho thầy xem. Cái này nói cái gì là nhưng mà là tên bài hát mà đúng không? Rồi giả sử như là bạn tìm ra được một bài nCoV, nhưng mà ở Việt Nam hiện nay không phải một bài, có nhiều bài. Như vậy thì mình làm sao? Hình như không có luôn này. Chỉ có bài thôi. Có bài sinh tác cao lên thầy.
Rồi, à, có bạn nào tìm thêm được gì nữa không? Nếu mà mình kích qua bên video ở Google, mình tìm qua video thì cũng được, tức là bất kỳ cái gì các bạn có thể tìm kiếm. Dạ đấy. Thì em sẽ tìm từ khó là bài hát của Vy sớm sẽ qua video thì sẽ được nhiều. Ừ rồi, ok. Như vậy thì mục đích của thầy đang nói ở đây là gì? Cái mà các bạn đang nhìn thấy ở đây là cái cái mà các bạn đang có là cái thứ quá lúc đầu các bạn tìm được chưa? Cái này là mình theo ý kiến chủ quan của mình. Thời chủ quan của người tìm. Như vậy thì cái từ khóa mà người ta đưa ra cũng theo chủ quan người biết, theo chủ quan đấy. Như vậy thì cái mục đích của môn học này của mình, mục đích môn học này của mình là làm sao để cái chủ quan này là riêng, đúng không? Chủ quan là riêng và cái chủ quan này cũng là riêng của hai người mà mình cố gắng mình ghép lại làm sao và nó có sai số nhỏ nhất. Đấy. Tức là các bạn là người lập trình web, các bạn là người sale, người kinh doanh về các cái dịch vụ của web, thì các bạn phải làm sao mà tìm ra được cái từ khóa mà bạn nghĩ rằng cái người đi tìm này nè, người ta sẽ gõ. Bây giờ là bạn đang đóng vai trò là người đi tìm, vài hôm nữa các bạn sẽ đóng vai trò là người đưa tin, được chưa nào? Như vậy thì lúc này mình đang nghĩ cái gì thì ngày hôm sau mình cố gắng mình sẽ suy nghĩ, không phải mình suy nghĩ là từ khóa, mà mình sẽ suy nghĩ thử, nếu như mà mình đang muốn quảng bá về cái sản phẩm về gel rửa tay, mình đang muốn quảng bá về sản phẩm là khẩu trang, mình đang muốn quảng bá về một cái sản phẩm nào đó mà ăn vào nó tốt cho sức khỏe đề kháng, thì mình sẽ ngồi mình nghĩ, như vậy thì cái người tìm người ta sẽ gõ cái từ gì trên bàn phím để người ta tìm. Nếu như cái từ khóa mà bạn sale nó gần giống với cái từ khóa mà người ta đi tìm nhiều nhất, thì cái sản phẩm của bạn nó dễ đến tay của khách hàng. Còn nếu mà cái từ khóa của bạn nghĩ chủ quan mà gần như trên cả thế giới không ai quan tâm đến từ khóa đó, không ai biết, không ai hiểu, không ai nghĩ rằng cái từ khóa đó nó liên quan đến sản phẩm của bạn, thì dù bạn có sale cỡ nào đi nữa cũng rất khó đến với khách hàng. Mục đích của chúng ta với cái môn học này là nó như thế. Như vậy thì trong cái phần này chúng ta sale khá nhiều thứ.
học hết môn học này chúng ta sẽ sell khá nhiều thứ. Và bắt đầu từ bài 6, chúng ta sẽ có khái niệm về sell on pay. Sell on pay tức là chúng ta sẽ có những cái công cụ hỗ trợ chúng ta để mà đưa các cái từ khóa vào trong cái trang web, vào trong trang web, những từ khóa, những cụm từ khóa đưa vào trong trang web của chúng ta. Rồi cái tiếp theo ở bài số 7 là chúng ta sẽ sell off page. Off là gì? Là chúng ta sẽ quảng bá cái trang web của mình mà không phải trên chính trang web của mình, mà trên những cái trang vệ tinh. Từ cái trang vệ tinh, người ta xem, người ta sẽ link, click chuột, nó sẽ link về trang của mình, gọi là sell off page, tức là không liên quan đến trang của mình, nó ở bên ngoài. Và từ cái trang bên ngoài nó sẽ link về cái trang của mình. Như vậy chúng ta sẽ sell off page. Và sử dụng Google Analytics để chúng ta xem cái đánh giá của Google với lại cái website của mình như thế nào. Tiếp tục buổi thứ 8, buổi thứ 8 chúng ta cũng tìm hiểu một số công cụ để chúng ta xây dựng sale và xem thử Google người ta sẽ đánh giá trang web của mình xấu là đánh giá như thế nào. Cái này rất quan trọng. Khi các bạn sell mà tất cả những từ khóa của các bạn nó nằm trong cái blacklist của Google thì gần như tất cả mọi công sức của bạn đều đổ sông đổ bể, không được gì hết. Google nó đánh giá của bạn là điểm thấp, thì dù bạn có bỏ tiền ra bạn sell, bạn có nhờ người sell cỡ nào đi nữa nó cũng không lên đó. Thì mình tránh ra những cái thuật toán mà Google nó sẽ đánh giá, mình tránh đi. Buổi thứ 9 mình sẽ cho cái backlink, tức là mình sell off page từ cái trang web khác về cái trang web của mình. Mình sẽ kiểm tra những thông tin đó. Buổi thứ 10 dùng Google AdWords. Cái từ này, Google AdWords, thực ra là chúng ta đang tìm xem đi mua từ khóa như thế nào. Rồi sale trên Facebook, sale trên email. Và trong này đang thiếu một cái là sale trên Zalo, thì chúng ta sẽ trao đổi thêm về cái sale trên Zalo nữa. Đó là cái nội dung môn học của mình trong cái block 2. Rồi các bạn nào trong trang web hả? Trang web thì mình sẽ dùng cái web miễn phí để mình tạo. Mình sẽ tạo một trang web miễn phí. Mình sẽ có post bài lên cơ bản. Mình sẽ có đưa thông tin để mình share vào. Rồi mình tạo ví dụ như blog của Google luôn. Mình sẽ đưa cái đường link từ cái trang web chính của mình và blog để chúng ta liên kết đến. Chúng ta có thể tạo 2-3 cái blog rồi chúng ta liên kết đến trang web của mình. Đó là chúng ta sẽ bắt đầu vào sale. Rồi sale trang web của mình thông qua Zalo, sale thông qua Facebook, theo thông qua email. Như vậy thì cái vấn đề học tập của mình, theo thầy nghĩ thì nếu như mà ở trên lớp á, thì thầy sẽ nói nhiều. Nhưng mà chúng ta học online như thế này thì thầy sẽ cố gắng nói ít thôi.
để mà các bạn cùng thầy tìm hiểu và chúng ta cùng làm việc thì nó mới hiệu quả. Chứ còn nếu mà thầy nói nhiều quá, các bạn nghe qua mic, các bạn nghe qua phone, nó sẽ không có được hay cho lắm. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo một số cái vấn đề liên quan đến cái môn học của ngày hôm nay. Buổi đầu tiên, thầy sẽ giới thiệu sơ về cái nội dung về môn học và các khái niệm liên quan đến marketing online. Như vậy, trong những khóa trước á, thì chúng ta biết là hiện nay các bạn đang làm về content, đang làm về YouTube, các bạn đang sell về Facebook, sell Zalo, cũng khá nhiều bạn đang đi làm. Cho nên thầy muốn lắng nghe trong các bạn, những bạn nào đã từng đi làm rồi, về các lĩnh vực liên quan đến mà thầy mới vừa gửi lúc nãy, thì các bạn có thể chia sẻ là mình đã làm những gì, công việc của mình làm nó như thế nào, đó, là nó có thuận lợi và khó khăn như thế nào. Thì chúng ta thử chia sẻ trên lớp để mọi người cùng được biết. Và nếu như bạn nào có cái bài chia sẻ hay thì thầy sẽ ghi nhận. Nếu như là các bạn chia sẻ cơ bản thì thầy ghi nhận điểm cộng. Còn nếu mà các bạn chia sẻ với một kinh nghiệm rõ ràng thì thầy sẽ ghi nhận một cái điểm cho một cái bài lab nào đó mà nó phù hợp với cái đề tài các bạn trình bày. Các bạn cứ mạnh dạn ha. Nếu mà chia sẻ cần thì thầy sẽ góp ý thêm cái nội dung của các bạn chia sẻ, chứ không nhất thiết là mình ngại, mình sợ gì hết. Giả sử như các bạn nói là em đã từng tham gia vào một cái group viết content, đó, viết nội dung, ví dụ vậy, thì sẽ trao đổi thêm là viết về cái gì. Người ta sẽ chỉ mình lúc đầu là khi mình mới vào viết thì viết ok không, hay là phải 5-3 bữa mình mới viết được, ví dụ vậy. Rồi, có ai chia sẻ với thầy không nè? Em cho thầy ạ. Rồi, chào em. Em chia sẻ với thầy là hiện tại em làm về một phần nó liên quan đến marketing, tức là về mạng Facebook. Ừ. Dạ, vâng ạ. Cụ thể đó là em làm SEO và em làm ad quảng cáo ấy. Ừ. Dạ, vâng ạ. Thì hiện tại là em đang chạy quảng cáo về một số ngân hàng hay là dịch vụ như tuyển dụng bất động sản, hay là hiện tại thì em đang chạy quảng cáo để bán sản phẩm. Rồi, em đã làm được bao lâu rồi? Riêng về chạy quảng cáo thì em làm được 2 năm rồi. Ừ, vậy cũng dày dặn kinh nghiệm rồi ha. Chạy quảng cáo. Thì cái này mình sẽ sử dụng tool của Facebook để mình add các cái từ khóa vào. Ừ. À, không phải từ khóa Facebook, nó có bot tự động, nó sẽ đi người ta cầu mình. Nhưng mà mình phải gợi ý cho nó để mà nó đi tìm chứ. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Mình sẽ target vào hướng thường thôi ạ. Như độ tuổi, giới tính, hay là khu vực, hay là sở thích, hay mở rộng ra thì biết cho ta thì mình bóp vào để mình chạy. Như vậy thì những cái thông tin đấy thường là khách hàng người ta sẽ đưa cho mình, hay người ta chỉ đưa một sản phẩm rồi mình sẽ làm từ đầu đến cuối? Có nghĩa là trước khi em bắt đầu để mà lên chiến dịch chạy
quảng cáo á, thì em sẽ bắt đầu tìm hiểu về cái tiếng dùng của khách hàng của mình. Dạ, ví dụ như em đang bán sản phẩm đồng hồ đi, thì em sẽ vẽ ra tiếng dùng đồng hồ này nó sẽ thuộc vào nam hay nữ. Rồi cái độ tuổi nó tầm bao nhiêu thôi em. Em đang bán hàng nó về khoảng tầm giá khoảng tầm 200.000 thì em sẽ đặt vào độ tuổi sinh viên. Đấy, từ 18 đến 25 tuổi. Rồi. Ngoài ra thì những người đeo đồng hồ ấy thì đa phần là thích chơi thể thao. Đấy, cái đồng hồ, ví dụ như đồng hồ nó nam thì nó về nghiêng với thể thao. Em sẽ nghe vào những người có sự là thể thao, thao, kiểu. Ok. Hiện tại thì đang mua dịch cho nên chạy quảng cáo thì em sẽ chạy những cái khu vực mở dịch ra, tại vì đơn hàng nó sẽ đến đó một cách rất là khó khăn. Kiểu như vậy, để em nói được. Ok. Rồi, cảm ơn Xuân Trường. Như vậy thì thầy sẽ ghi nhận về cái vấn đề này, và nếu có thể thì thầy với em sẽ trao đổi thêm với nhau. Nó sẽ có một cái buổi mà chúng ta thuyết trình cụ thể hơn về cái vấn đề mà AdWords trên Facebook. Rồi, cảm ơn Xuân Trường. Rồi, có bạn nào có chia sẻ thêm không? Rồi, có ai trao đổi thêm với thầy không nào? Tất cả những gì mà Trường đang chia sẻ lúc nãy, ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái sản phẩm. Khi mà các bạn muốn quảng bá đó, thì nó có hai vấn đề. Một là các bạn là cái người làm sale, giống như Trường đang nói. Tức là người ta chỉ đưa một cái sản phẩm thôi, rồi người ta mô tả cơ bản sản phẩm đó là sản phẩm cao cấp hay là trung bình hay là bình thường, sản phẩm đó có mức giá là bao nhiêu, sản phẩm đó nó có những tính năng gì đặc trưng. Và cái việc của chúng ta là chúng ta sẽ chọn khách hàng như thế nào, chúng ta sẽ chọn khu vực nào để chúng ta quảng bá, chúng ta chọn khung giờ nào để chúng ta quảng bá, rất quan trọng khung giờ. Bởi vì với sinh viên thì khung giờ nó khác, với người đi làm thì khung giờ nó khác, với những người có độ tuổi cao thì khung giờ nó khác. Như vậy quay lại, những cái mà thầy mới vừa nói lúc nãy là do chính chúng ta nghĩ ra để mà sell cho sản phẩm của người ta, hay chúng ta chỉ là một robot ngồi để chúng ta làm thôi, còn những thông tin đấy là khách hàng người ta đưa cho mình luôn, thì có hai dạng như thế. Một, chúng ta chỉ là robot thôi, thông tin khách hàng đưa cho mình và mình làm. Thứ hai là người ta đưa sản phẩm thô, tất cả mọi thứ mình phải lên kịch bản, mình trình bày với người ta, ok ký hợp đồng. Đó là phương án thứ hai, và chúng ta đang làm cả hai cái. Thứ nhất là chúng ta sẽ có được cái phương án, cái kế hoạch để mà sell cho khách hàng. Thứ hai, chúng ta sẽ biết được một vài cái công cụ cơ bản. Tất nhiên khi các bạn đi làm thì trăm hay không bằng tay quen. Cái ngày đầu mà Xuân Trường vào làm thì gặp những khó khăn gì? Ngày đầu em vào làm thì lúc vui rồi, em có đã con chạy, cũng như là chạy phía cho khách hàng ấy. Thì em sẽ bị... Đầu tiên em sẽ bị những cái là vi phạm quy tắc, chẳng hạn mình chơi là sân chơi nào chưa run về luật sân chơi, nên là mình chạy chạy từ sản phẩm nó bị quan tâm dạng vi phạm đấy. Em sẽ phải ngân sách, em không cũng có được ngân sách và chưa tối ưu được thì nó quả kém hiệu quả. Vâng ạ. Cái lúc mà bắt đầu chạy thì em cũng chưa biết là về tiếng dùng ứng dụng như nào, chỉ biết là vào lúc qua cạo để nó có cạo thôi. Rồi em làm ở nhà hay là em làm ở một cái group của công ty hay là gì?
Dạ em freelancer em làm ở nhà. Giỏi. Tự nghiên cứu luôn. Dạ vâng, tự nghiên cứu. Tự nghiên cứu về lại em làm em làm. Em ô thôi. Cho nên những cái cộng đồng mình sẽ tìm hiểu, mình trao đổi với nhau. Rồi, ok. Rồi, có bạn nào chia sẻ thêm với thầy không nào?